có 13 tuổi thôi. Có giác thính cho bà hả? Em có giác thính không? Mọi người có bạn em giác thính, em giác thính đâu? Giác thính bao giờ? À, em có 12 tuổi. Hãy sợ ọp đây, sợ ọp xử đi ăn đây. Sợ ọp ha. Có sắc đâu. Sống sắc mà. Em đi em bực mấy hôm nha mọi người. Mọi người nhớ sinh nhật em nha. Mọi người nhớ sinh nhật em nha. Ông Phiêu nhớ sinh nhật số nghe ha. Bin đâu rồi? Nhớ sinh nhật số nghe ha. 28 sinh nhật em ạ. Tôi không biết đâu. 28 sinh nhật tôi á. Chị nhớ gì mà chị nhớ. Hello Hương Nghị. Hôm đấy không dòng bay thì cũng phải nhà lầu bay các thứ bay luôn. Riêng ông Mặc Mi nó không biết đâu. Cả lâu nha. Dép thì cũng phải 999. Em làm cò. Em mập mấy hôm mà em nhờ ấy like hả? Thật sự ở đây bye bye mọi người. Chúc mọi người có ngày mới vẻ ha. Một ngày mới vẻ nha, yêu mọi người. Thì nó nhỏ hơn nhà lầu mà. Nhớ ha. Sắp đến sinh nhật tôi rồi đó. 28 tháng 6 phải có quà cho tôi đó. Ông Bin ông già rồi à? Ok, bye bye.